Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review trần thịt keo bằng alu nha anh em, bằng thả nha. Thì đội ngũ anh em của Biến Bình Định đang thi công xương nha, đang định vị đó. Thì bên này đã cũng đã hoàn thành rồi nè. Thì màu này đóng trần thả một cái quán nhậu cũng nhìn rất là sang nha anh em, rất là chi tiết nha. Đây là cái quán nhậu này là đang ở đường Tân Phú nha, và ở đường Gò Dầu quận Tân Phú nha. Đó, đây toàn bộ là alu hết nha anh em, nhìn rất là chi tiết. Đó, đây là trần thả này, màu sắc như thế này thì tạo nó cũng rất là đẹp, thấy nhìn thấy rất là sang chảnh nha. Thì anh em thấy cái kênh Biến Bình Định có hút thì hãy đăng ký ủng hộ Biến Bình Định nha, và hãy cho Biến Bình Định một like, một chia sẻ nha. Đó. Đây. Sáng giờ thì làm cũng sắp hoàn thiện rồi nha anh em. Đó, thì đây là thịt cao phần thả bằng alu nha, alu mát. Chi tiết toàn thả nè, màu sắc làm cho khoảng không gian quán nhậu rất là đẹp nha anh em. Thì mọi người xem chi tiết thạch cao toàn thả bằng alu này có hữu ích hay muốn phối cảnh cái khoảng không gian nào đó thì hú Biến Bình Định sẽ thi công cho mình nha. Thì đừng quên những sự chia sẻ và đăng ký kênh và ủng hộ cho Biến Bình Định nha mọi người, nhớ cho Biến Bình Định một like và một chia sẻ nha. Đó. Thì Biến Bình Định sẽ lên nhiều cái video mới và độc lạ hơn cho mọi người cùng tìm hiểu nha. Về lĩnh vực xây dựng, đăng ký nội thất, sắt thép. Đó. Biến Bình Định khi làm thì mình không có thời gian quay nha mọi người đó. Bây giờ mình bắt đầu là mình lên chi tiết thôi, chứ mình không có quay. Đó. Đang cải thiện lại quán nhậu hết, toàn bộ. Rồi cái trần thạch cao thả alu sắp hoàn thành rồi nha anh em, đây nè, chi tiết rất là nét nè, nhìn lên màu rất là đẹp. Đó, thì khách nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại nha. Đó, mình đưa số điện thoại trên màn hình đó. Đó, thì cái thằng làm máy này cũng người ngoại luôn. Rất là đẹp, rất là chi tiết. Đây là trần alu sánh nhẹ nha anh em đó. Xanh ngọc nhạt. Rồi đã hoàn thiện rồi nha anh em. Đây. Tầng thả alu đã hoàn thiện xong rồi. Đây là chi tiết tầng thả alu, đây là hộp bó cửa nha. Đây. Rất là chi tiết, rất là đẹp, tạo cho khoảng không gian buôn bán cũng rất là thoải mái nha anh em đó. Còn bọc máy điểm nữa, alu tầng thả nha.